Kính thưa quý vị, những năm gần đây, thiết kế nội thất đang trở thành một ngành học hot được nhiều bạn trẻ đam mê sáng tạo và có năng khiếu về nghệ thuật quan tâm và theo học. Và với thế mạnh về những ngành thiết kế, thì ngành thiết kế nội thất của trường Đại học Văn Lang được rất nhiều thí sinh lựa chọn vì sự uy tín trong chất lượng đào tạo ngành học này. Hơn nữa, với tiêu chí tôn trọng cái tôi của mỗi sinh viên, ngành thiết kế nội thất tại trường tạo ra một không gian vô cùng thoải mái để sinh viên thỏa sức sáng tạo. Và những điều đó sẽ được thể hiện trong phóng sự ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây là một ngày chấm thi vất vả của các thầy cô thuộc ngành thiết kế nội thất tại trường Đại học Văn Lang. Với môn học về thiết kế cảnh quan sân vườn, các bạn sinh viên năm 3 đã có hàng chục tác phẩm rất hoành tráng và ấn tượng cho các ý tưởng thiết kế cảnh quan sân vườn nhà ở. Lấy ý tưởng từ nhiều nền văn hóa, từ châu Âu đến châu Á, phong cách hiện đại đến cổ điển, những thiết kế đầy tính sáng tạo, bay bổng của các bạn sinh viên đã thể hiện rất rõ sự tâm huyết của giảng viên khi hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cho sinh viên trong quá trình dạy và học. Sự kết hợp giữa những cái giảng viên giảng dạy tại Việt Nam và những giảng viên có chuyên môn từ châu Âu như từ Ý đó, cũng như là các cái nước châu Á phát triển, thì sẽ cập nhật cho các bạn những kiến thức về vườn nhiệt đới cũng như ôn đới ở các cái quốc gia đó. Cho nên mình thấy là cái biểu hiện ở trong đoán của các bạn là rất là đa dạng. Chứ ba cái bài vừa rồi mà điểm cao nhất thì nó cũng đa dạng như vậy. Có một bài là mix giữa phong cách cổ điển và phong cách hiện đại của châu Âu, có một bài là thuần hiện đại và có một bài là có cái phong cách đến từ Nhật Bản. Thiết kế nội thất là ngành tổng hợp của nghệ thuật, mỹ thuật và khoa học kỹ thuật, dựa trên sự phối hợp hài hòa màu sắc, ánh sáng, thẩm mỹ kiến trúc, các vật trang trí để thiết kế không gian sống, không gian làm việc, không gian thư giãn. Thứ nhất là Văn Lang cho tụi em cái cách dạy là cho tụi em cái cách hướng đi về sáng tạo là như thế nào, về thiết kế là như thế nào. Và ở dòng dòng trong khoa thì em có thể thấy là các bạn rất là tự tin với cái khoản đó và các bạn có thể làm nhiều cái phía trái ngành, không nhất thiết chỉ dừng chân ở lại mức nội thất vì mình học ở ngành nội thất. Và hiện tại em cũng đang đi theo cái tiêu chí như vậy, tức là em học với cái dữ kiện là em học nội thất để em lấy những cái kiến thức về không gian, những cái kiến thức về nghệ thuật và tạo hình, và em có thể ứng dụng vô mọi cái lĩnh vực mà em cảm thấy phù hợp. Chương trình đào tạo của ngành thiết kế nội thất sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về mỹ học, văn hóa, luật phối cảnh, lịch sử thiết kế nội thất, nguyên lý thiết kế nội thất, nhân trắc học, vật liệu, âm thanh và ánh sáng, các hệ thống đồ án thiết kế đồ đạc, nhà ở, cửa hàng, văn phòng, khách sạn. Sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất có khả năng cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật liên quan đến thiết kế nội ngoại thất. Có thể thiết kế nội thất hoàn chỉnh, tổ chức thi công các hạng mục của công trình nội ngoại thất theo những phong cách khác nhau từ cổ điển đến hiện đại. Hiện nay tại Việt Nam, ngành thiết kế nội thất đang có nhu cầu cao về nhân lực. Với sự phát triển của xã hội, nhà ở, khu vui chơi, nhu cầu thẩm mỹ cao trong phát triển chất lượng cuộc sống, ngành học thiết kế nội thất được dự đoán sẽ rất cần nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự chất lượng cao.